xích nó chịu. Tại vì ở dưới nó sướng hết sức. Mặt xuống thôi, đừng xoay. Không phải xoay, ở dưới này nó sướng hết. Nó sướng hết cái này. Công đồ nó cầm cái, cầm cái tờ giấy A4 ra, nó lo lo cho mình. Mình lau cái mỏ mày. Tức là nó thấy bẩn mà nó thấy xe của sếp bẩn, nó phải để lau đi cho.